Con ngựa này rất là hung các bạn nhé. Ông chủ không thể nào mà để kiềm hãm được cái sự hưng phấn của nó. Bây giờ các nài ngựa đã vào hết vị trí rồi, nhưng mà con này vẫn đang phải ở phía ngoài, bởi vì nó vào kia là nó sù lên là rất là nguy hiểm. Con này gọi là chấp trước mọi người, xuất phát trước khoảng 20 mét. Đây, con này ngựa đã vào hết vị trí rồi. Đấy. Con ngựa này rất là nguy hiểm. Chuẩn bị nha. Chuẩn bị lên. Chuẩn bị nha. Khó lắm. Con này hay sau hai vòng rồi. Con này tại vì sáng kia cho ăn gì rồi, cá. Sao mấy con này đua kiểu gì nhỉ? Đấy, dữ à. Này nhìn nó chạy này. Khá lắm chưa? Vâng, thưa quý vị thân mến, như vậy là chúng ta có những lỗi ở phần này. Vâng, thưa quý vị, như vậy là vòng đua thứ ba đã được bắt đầu. Đây là những thứ đầu tiên chúng ta đang nhìn thấy một con tuấn mã màu đen đã bứt tốc rất nhanh. Vâng, đó chính là nài ngựa mặc số áo 90 dạng sơ vư đến từ xã Hải Giang Phố. Và vị trí thứ hai chính là nài ngựa đô chính lực đến từ xã Na Phú với số áo 05. Và vị trí thứ ba chính là nài ngựa sông xeo chủ đến từ xã Na Phú với số áo 26. Vâng, bạn này vừa vui. Rồi, đã lội rồi. Rồi, xoay đầu là biết rồi. Vâng, thế này là ngày ngựa làm sơ vui. Đây là cưỡi ngựa xem hoa đấy. Đây là muốn ngựa qua vòng luôn á. Ngựa kìa dữ nha. Lê Xeo Dế đến từ xã Bản Phố với số áo 27 và Lâm Văn Dũng đến từ xã Hoàng Thu Phố với số áo 22.
ngựa không chịu chạy các bạn ạ. Đến đây là nó mệt rồi, nó đứng lại rồi. Nuôi ngựa như Tống Hải. Rồi, anh cắt vòng đua rồi. Cắt vòng đua rồi đây. Đến từ xã Thải Nam Phố và vị trí thứ hai chính là này ngựa. Và vị trí thứ ba đây đang là này ngựa Giang Ba Hòa đến từ huyện Bát Sát. Vâng, một chàng bạch mã rất là phong dong nhẹ nhàng. Số áo 86 đã vượt qua đại vượng số áo 91 và vươn lên vị trí rất đầu rồi. Vâng, rất bất ngờ thưa quý vị, như vậy là đại vượng số áo 80. Cá bồi bồi dòng kiểu gì mà chả được chạy, cứ từ từ thôi. Đấy, bây giờ tất cả một các này ngựa đã lên. 6 tuần sau rồi, sắp tới. 6 tuần tới cho về rồi. Bắt chạy thôi. Vâng, đây là những giây phút đầu tiên đã có những ngày ngựa bứt tốc mạnh mẽ. Vâng, chúng ta hãy cùng chờ xem. Vâng, chính là ngày ngựa mặc số áo 35 và sơ chúng đến từ xã Bản Phố và ở vị trí thứ hai số áo 88 đến từ xã Thải Gia Phố Giang Sơn. Nước đại là thế, nước đại là chơi. Vâng, và ngày mai này là ở vị trí biết thế nào nhưng mà chạy cũng được. Có khi ông bảo cũng chạy được cái gì. Con nó hoang dã này đừng lên vội. Nghĩa là mình vẫn dắt giữ nó đứng đấy ra. Lúc nào bắt đầu trọng tài chuẩn bị bật lên rồi. Nó đang hăng này nhỉ? Lên nó kia lên ra nó có lồng lộn lên đấy. Thì cứ lên cưỡi cái đó muốn chạy mẹ rồi anh nhỉ? Nó cứ hùng 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 nó như vậy. Thành phố đâu nhỉ? Ngồi mẹ. Thành phố đâu? Nó có. Anh
Hôm nay mà làm việc hôm nay không có chỗ viết. Ông 93 này là ông lại cần tải quay ra uống nước. Mất thời gian nữa. Đấy đấy, vào muộn chỉ tối con này nó kinh rồi. Tí nó lại chắc vào nhớ người. Được cái là mỗi con này rất thuận này. Đó, không con này là chứ chắc rồi. Đã cưới được. Khả năng nó cũng không chạy đấy. Nếu đi anh ạ. Chạy lại đang rồi. Chưa gì đã thấy sợ này rồi. Lên ngựa đi. 93 này mất thời gian. Chưa lên được chứ. Rồi, lên ngựa luôn đi. Kéo lên được đi. Rồi, chạy rồi, đi. Rồi, khăn luôn rồi. Đấy, đừng bỏ lại. Hai nó đi luôn. Bất kham đấy. Đồ này nó chặt tít. Bà mắt lại phi luôn. Vâng, và lại là một trời nằm mưa sông Mã. Thưa quý vị, con số 31, số 17, Trần Văn Dương, xã Bạch Phố, Nước Văn Toàn, xã Hòa Thị Phố. Hồi vẫn đang tiếp trì.